Outdark này thật ra là không được bán phổ biến lắm, không được bán phổ biến ở thị trường châu Á, nên là những cái hàng này mình phải nhập khẩu trực tiếp từ bên Bỉ về. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel. Mình là Khánh ha. Thì clip lần này thì mình sẽ xin được phép giới thiệu đến mọi người một cái dòng loa vừa mới cập bến tại Thiên Vũ, một cái dòng loa khá là mới. Dòng loa này có thương hiệu từ một cái xuất xứ từ một cái nước rất là lạ với về âm thanh nếu mà mọi người nếu không nghiên cứu, đó là đất nước Bỉ. Thì dòng loa này, thương hiệu này là thương hiệu Audac nha mọi người. Là một thương hiệu đến từ quốc gia của châu Âu là Bỉ. Clip này thì mình sẽ chỉ review sơ về phần ngoài của loa rồi các thông số kỹ thuật mà nhà hãng đưa ra cũng như lịch sử hình thành của cái thương hiệu này. Mời mọi người cùng xem. Mình đang có ở đây là website của audac.eu đây. Đó, thì đây là dòng PX10 ha. Có màu trắng và màu đen luôn nha mọi người. Đây, đây spec. Thường thì trước khi mà bán một cái dòng loa nào đó thì bên Thiên Vũ sẽ nghiên cứu trước cái sản phẩm, các thông số kỹ thuật trên cái website chính hãng của họ để biết được xem là cái sản phẩm loa này nó sẽ có phù hợp với thị trường Việt Nam hay không, hay là những thông số kỹ thuật tương đối của nó để mình nắm được chất âm tương đối của nó đó, sau đó mới mang về để thử trải nghiệm. Đầu tiên thì cái dòng loa này là một cái dòng loa đến từ Bỉ, thương hiệu Audac của Bỉ ha mọi người. Công suất của nó chỉ có 180W thôi. Đó, mọi người để ý nó có những cái đặc biệt nè. Công suất của nó chỉ có 180W thôi. Tuy nhiên, như mình đã nói ở các clip trước đây, thì thật ra về nói nếu nói về âm thanh á, thì mọi người không nên quan trọng đến cái phần công suất. Mà mọi người, đặc biệt là về loa nha, mọi người không nên quan trọng cái phần công suất của nó, mà mọi người nên quan trọng cái phần đây là cái phần sensitivity, là cái phần độ nhạy của nó. Đó. Thứ hai nữa là cái phần SPL, sound pressure ở đây. Đó là cái phần độ lớn âm thanh á, áp lực âm thanh á, nếu mà dịch tiếng Việt là áp lực âm thanh á. Thì độ nhạy của loa này rất tốt. Và cái max SPL của nó cũng cực kỳ khủng luôn. Thì nếu mà để so sánh thì mình sẽ so sánh luôn với cái dòng mà mình hay bán gần đây nhất là cái dòng JBL KB2010G2. Đây, dòng này đây. Đó, dòng này thì mọi người có thể thấy công suất hãng đưa ra 300W luôn nha mọi người. Tuy nhiên sao, maximum SPL cũng nhiều, 120 dB. Đó, mọi người thấy, thậm chí sensitivity của nó, độ nhạy của nó chỉ có 98 dB. Tức là sao? Tức là độ nhạy con loa này nó còn cao hơn con JBL 2010 nữa với cùng một cái thước loa. Thì độ nhạy nó sẽ, độ nhạy cao thì nó được cái gì? Độ nhạy cao á thì thứ nhất á là mình sẽ không tốn cục đẩy cho nó nhiều. Như đây là mình thấy là công suất thấp vậy. Đó, 180W này. Nó chỉ cần 180W, tức là một cái âm ly, bạn chỉ cần mua một cái âm ly tầm độ khoảng 250W một kênh thôi là đánh đủ thừa sức cho con này rồi. Là tốn âm ly cực kỳ ít, có nghĩa là tốn cái công suất cực ít. Và tốn công suất ít thì sao, đỡ tốn điện vậy thôi. Còn những dòng mà ghi 300-400W này kia thì nó ngốn điện nhiều. Nhưng mà không phải ngốn điện ít mà độ hiệu quả lại không cao. Độ hiệu quả còn cao hơn con JBL. À, về độ lớn thì tương tự nha. Còn với độ nhạy nó còn cao hơn JBL. Tức là sao? Tức là tưởng tượng như mọi người tưởng tượng đi. Khi âm ly của mọi người đưa vô nó khoảng 400-500W cùng một cái lượng âm ly. Nhưng con này nó sẽ ra hiệu quả tốt hơn con JBL. Đó, loa độ nhạy cao nó là như vậy đó. Có nghĩa là lấy âm ly lấy cái phần công suất vô ít hơn mà tạo ra cái tiếng lớn hơn. Đó là cái lợi thế của những cái loa mà chất lượng cao ạ. Thế nên là mọi người thường nghĩ như nếu mà thật ra nếu anh chị nào chơi hi-fi hay anh chị sẽ biết được đó là những cái dòng loa thường là loa của bên hi-fi hay nó thường không có công suất. Họ chỉ có ghi gọi là recommend âm ly, tức là cái âm ly phù hợp để đánh với loa đó. Nó sẽ chạy từ mấy chục watt đến mấy trăm watt. Đó, chứ không hề có, chứ loa không hề có âm ly, loa không hề có công suất nha mọi người. Đó thì với tức là con này 180W, tức là sao? Tức là một cái âm ly tầm 180W là đủ cho nó rồi.
và nó đã ra độ lớn rất là lớn, ngang cái con này đến thành 300W rồi. Đó. Trước khi mình về là mình nhìn cái này, thông số này là mình ấn tượng rồi đó. Đó. Rồi, tiếp đến là cái phần frequency response. Nó sẽ là ở đánh xuống được tầm 80Hz. Đó, mình sẽ so sánh một xíu. 80Hz đâu, xuống sâu hơn được con JBL ha. Cái con này đợt trước mình test con này xuống 85 là mình thấy xuống rất là sâu rồi. Mà con này nó xuống đến còn 80, nó còn sâu hơn, dữ hơn nữa. Đó, chắc là cái con này đánh trầm rất tốt nè. Có nghĩa là mình chưa cần nghe nha mọi người, cái này mình chưa cần nghe, mình nhìn thêm thông số kỹ thuật của nhà hãng đã. Đương nhiên những thông số này phải những hãng uy tín như JBL, Bose hoặc là những hãng châu Âu á, thì họ những cái thông số họ này nó mới có đủ uy tín nha. Còn nếu mà hãng China thì mình không dám chắc là thông số này họ đúng nha. Đó. Thì mình chia sẻ với mọi người những kiến thức mà mình biết thôi. Đó, rồi góc phụ ngang hộ dập thì là 90-60 nè, cũng như bình thường thôi. Đây MF là 10 cũ 10 inch là bass 2,5 á mọi người. Chép thì 1 inch thôi. Loa thì 16 kg. Đó, rồi thông số kỹ thuật thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà được cái là mình khá ấn tượng với nó là hai thứ, một là công suất khá là nhỏ nhưng mà độ nhạy với phần SPL khá lớn. Đó, một cái loa rất là đáng để mình tham khảo và mình trải nghiệm thử. Sơ sơ qua về thông số kỹ thuật rồi thì hiện tại là mình đang có em nó tại cửa hàng rồi đây ha. Thì thật ra cái con này nó ở cửa hàng mình cũng từ đầu năm rồi. Nhưng mà lúc đó thì bên mình mới có trải nghiệm và thấy nó ok thôi, nhưng mà thật ra là chưa có hàng để bán. Nên là cũng chưa có muốn giới thiệu cho khách hàng mọi người biết. Nhưng mà đợt này thì bắt đầu hàng nó có về rồi. Thì mình mới bắt đầu mình làm clip mình giới thiệu em nó. Rồi. Thật ra thì con loa này đó thì mọi người thấy kích thước nó cũng vừa phải thôi ha, không có lớn lắm. Lưới thì dạng lưới tròn truyền thống thôi, không có gì. Logo thì khá là hay. Logo của hãng này khá là hay nha, nó có cái màu vàng đi nha. Nhìn nó cũng khá là lạ và đặc biệt. Rồi. Nói chung sơn thì xài sơn ấy bình thường thôi, không có sơn sơn nhám bình thường như kiểu các loa thác thôi. Cái bát treo phía sau này thì đúng là bát treo tiêu chuẩn dành cho bên loa, mà loa kiểu loa sự kiện rồi, không giống loa KTV lắm, nhưng mà bát này bát chuẩn để cho sự kiện. Ripping point. Rồi đằng sau thì có một cái ngàm để mình bám vô á, để mình bê loa cho nó dễ. Rồi phía sau chạm loa thì sao ta? Phía sau chạm loa thì có hai cái cũng như các loa khác thôi, một cái là hai cái đều là in out được hết. Đó. Thì mọi người có thể thấy là thông cái tên cái sản phẩm được ghi rõ ràng đây ha, PS110 nè, MK2 dòng B là black nè, màu đen nè, trở kháng là 8 ohm nè. Rồi công suất là 175W nè. Đó. Đầy đủ website, có CE hết nha mọi người. Rồi website đây đầy đủ ha. Và cái dòng này là cái dòng đây người ta ghi rất rõ nè, design Bỉ nè, và được sản xuất tại Trung Quốc nè. Đó. Dòng này có một cái đặc biệt nữa mình muốn chia sẻ cho mọi người á, thì những sản phẩm Audac này thật ra là không được bán phổ biến lắm, không được bán phổ biến ở thị trường châu Á. Nên là những cái hàng này mình phải nhập khẩu trực tiếp từ bên Bỉ về. Tức là sao? Tức là hàng hóa này nhà máy họ đặt bên Trung Quốc, sau đó họ mua về và họ nhập ngược về Bỉ để xài cho thị trường nội địa của Bỉ. Sau đó mình thấy cái loa này hay quá, mình lại nhập ngược cái loa này từ Bỉ về Việt Nam. Thế nên là nếu mà mọi người có lấy COCQ của con này hoặc hóa đơn của con này thì con này là COCQ là tại Bỉ nha mọi người. Dù nó vẫn là sản xuất tại Trung Quốc, ghi rất rõ ràng là sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên nếu mọi người mua sản phẩm này của Thiên Vũ thì COCQ sẽ là từ Bỉ nha mọi người. Coi như là một cái này nó tưởng tượng, mọi người tưởng tượng như đây là cái hàng nội địa của bên họ đi ha. Chứ không có chuyện nhập thẳng từ Trung Quốc về Việt Nam nha mọi người. Đó, cái này là nhập từ Bỉ về Việt Nam nha. Nên là chi phí vận chuyển này kia nó cũng khá cao. Đó. Nên là giá thành cái loa này cũng khá là hớp chứ không phải nó không quá thấp. Rồi, sơ sơ vậy thôi. Mình có nói sơ qua giá của con này giá của nó hiện tại đang bán ở Thiên Vũ là tầm 40 triệu một cặp. 40 triệu cho một cặp 2,5 inch. Giá đó chắc cũng phải xem cái dòng Seabird mà trước giờ mình đang làm cái dòng Seabird rồi, bắt 30 nó là 65 triệu một cặp đó mọi người. Đó thì con này cũng tầm 40 triệu một cặp.
Mà chất âm của bọn này thì nó không giống các dòng chuyên KTV nha mọi người. Chất âm của nó sẽ chất âm nó hơi sang như kiểu của bên châu Âu á, của bên mà mở lắp mà lắp quán lao ba này kia, chất âm nó sẽ ấm hơn, nó không có chép nhiều, chép quá nhiều như là của JBL. Thì trong các clip tiếp theo thì các bạn sẽ cho, thì bên mình sẽ cho mọi người nghe clip test thử rồi tập hộp này kia nữa, thì lúc đó mọi người sẽ trải nghiệm chi tiết hơn. Đó, thì clip của mình hôm nay mình chỉ khái quát sơ sơ thế thôi. Thì hẹn mọi người tại các clip tiếp theo nhé. Bye bye.